Jackson dùng hết sức bình sinh ném con gái sang sân thượng của tòa nhà đối diện. Nếu như không phải bước vào đường cùng thì ai lại cam lòng để cho cốt nhục ruột thịt của mình gặp phải nguy hiểm. May mắn là người vợ nhảy qua trước đã tiếp được con gái. Bé hai quá sợ hãi không dám buông tay, vì thế lúc người bố ném sang bên kia suýt chút nữa làm cả hai người rơi xuống dưới. Sau đó ông ấy hết sức cổ vũ con gái hãy trở nên dũng cảm hơn, đồng thời lấy thắt lưng buộc hai tay cô bé lại, lần nữa dùng sức ném sang bên kia, lúc này mới thoát được nạn. Chào mọi người, tôi là Mạc Tiểu Đậu. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ phim khiến cho những người sinh ra đã sống trong hòa bình như chúng ta thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn của chiến tranh, không nơi trốn chạy. Bộ phim sẽ giúp bạn thực sự được trải nghiệm nỗi đáng sợ kinh hoàng của chiến tranh bạo loạn. Thủ tướng của một nước Đông Nam Á nào đó bị quân đội phản chính bắn chết 17 tiếng trước khi cuộc ám sát xảy ra. Một kỹ sư tên Jackson được công ty cử tới nước này làm việc, đang không ngừng hy vọng về một cuộc sống mới ở nơi đây. Lúc này ông không biết rằng, nơi mà mình và cả gia đình sắp đi tới không phải là thiên đường mà nó hoàn toàn là địa ngục. Trên máy bay, Jackson làm quen với một người cùng quê Hammond. Hammond vô cùng quen thuộc với nơi này, chủ động đưa cả nhà Jackson tới khách sạn. Trên đường đi họ nhìn thấy quân đội đang tất bật bố trí phòng vệ. Tới khách sạn họ được thông báo rằng cả thành phố bị mất tín hiệu và internet. Mọi chuyện đều vô cùng khả nghi, nhưng người thật thà như Jackson đâu để tâm tới chuyện này. Ông nghĩ rằng đây chỉ là do sự lạc hậu của các nước thế giới thứ ba mà thôi. Ông không hề biết rằng nguy hiểm đang rất cận kề với mình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho vợ con ở trong khách sạn, ông ra ngoài một mình mua báo, nhân tiện nhìn ngắm quốc gia xa lạ này. Khi ông đang nhìn một chiếc chuông gió màu vàng làm từ kim loại tới xuất thần, vừa rời mắt liền nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này ông chưa từng nhìn thấy. Một đội quân binh sĩ vũ trang đang từ một bên phố bước tới. Đầu bên kia là những phần tử phản động đeo khăn đỏ. Chủ tiệm nhanh chóng đóng cửa. Lúc này ông ấy mới ý thức được đây là một trận bạo loạn. Một phần tử phản động muốn ném ra một quả bom xăng, anh ta bị một binh sĩ đối diện nổ súng bắn trúng, khoảnh khắc bị ngã xuống, cả người anh ta bị lửa đốt cháy. Sau đó hai bên giao chiến, Jackson nhân cơ hội chạy khỏi đó. Trên đường chạy về khách sạn, ông nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể. Không chỉ thế, những người bị bắn trước của khách sạn đều là người ngoại quốc. Trong lúc định chạy trốn, ông bị quân phản chính phủ phát hiện. Trong tình thế cấp bách, Jackson chỉ đành leo cầu thang nhảy vào từ cửa sổ. Quân phản chính nhanh chóng đánh chiếm khách sạn. Bọn họ đụng độ khốc liệt, trắng trợn đánh giết người trong khách sạn, thậm chí ngay cả đồng bào cũng không tha. Jackson hoảng loạn quay trở về phòng. Ông ấy nói cho vợ mình Annie biết chuyện đang xảy ra, nhưng lúc này hai người lại không thấy con gái lớn Lucy đâu cả. Jackson đành liều mạng chạy tới hồ bơi tìm Lucy. Annie ở trong phòng nhìn thấy vị khách phòng đối diện bị giết. Lúc này cô đã biết tính nghiêm trọng của sự việc. Cô lấy thân mình chặn lại của phòng để ngăn quân phản chính tiến vào, đồng thời bảo vệ con gái nhỏ Vince. Lúc này Jackson và Lucy đang bị quân phản chính truy sát. Thời điểm nguy kịch, Hammond đã cứu hai bố con và bảo họ trốn lên sân thượng. Một nhà chật vật chạy lên sân thượng và nhìn thấy rất nhiều người dân bất hạnh. Họ đều bị thương, thậm chí là đầu rơi máu chảy. Mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng trực thăng, vốn tưởng rằng quân cứu viện của chính phủ đã tới, không ngờ đợi họ lại là một trận tàn sát. Để tránh bị sát hại, Jackson yêu cầu cả nhà nhảy sang sân thượng của tòa đối diện. Lúc ném Lucy sang, hai người suýt nữa bị rơi xuống. May mắn có người tới giúp kéo họ lên, nhưng sau khi họ được an toàn thì người đó lại bị sát hại. Cả nhà Jackson rơi vào tuyệt vọng. Để an ủi vợ con, Jackson buộc phải tạo ra niềm vui trong khổ cảnh. Quân phản chính điên rồ dùng bom phá hủy các tòa nhà, vừa đánh vừa giết người ở trong, thậm chí còn lái xe cán chết họ. Tưởng rằng quân phản chính đã rời đi hết rồi, ai ngờ được vẫn còn người sót lại. Jackson đã giết anh ta để được sống tiếp. Một nhà đang chuẩn bị tới đại sứ quán xin trợ giúp thì trên đường lại gặp phải quân phản chính. Chúng không những không hổ thẹn về hành vi của mình mà ngược lại còn hoan hô chúc mừng thắng lợi. Để được an toàn thông qua, họ che mặt lái xe cẩn thận đi qua đám người. Đến khi tới được đại sứ quán, Jackson mới phát hiện đại sứ quán đã bị thất thủ rồi. Một nhà lại tiếp tục chạy. Mặc dù họ được người dân nơi đây cứu giúp nhưng vẫn bị quân phản chính phát hiện ra. Bọn chúng quấy rối Annie để làm nhục Jackson. Hammond lại lần nữa xuất hiện cứu cả nhà họ. Ông ấy dẫn họ đi ẩn náu, cho họ đồ ăn và nói cho họ biết chỉ cần men theo sông đi xuống dưới vài km là sẽ gặp được đội cứu viện của Việt Nam ở biên giới. Ông cũng cho Jackson biết chân tướng của cuộc bạo loạn. Chỉ cần có hứng thú với nơi nào đó thì tàu khựa sẽ cho khủng bố mượn tiền. Khi chúng không trả được nợ thì họ sẽ đạt được mục đích kiểm soát của mình. Loại kiểm soát này đương nhiên sẽ làm quân phản chính bất mãn. Vì thế cuộc bạo loạn này thực tế là do tàu khựa gây nên. Jackson nghe xong cảm thấy rất mơ hồ. Mọi người chưa được nghỉ ngơi thì lại gặp phải tập kích. Hammond và đồng đội của mình cũng hy sinh để được qua sông tới Việt Nam. Cả nhà Jackson bắt đầu đi tìm thuyền. Không may là họ lại bị quân phản chính phát hiện. Bọn chúng ép Lucy chính tay giết chết cha mình. Jackson không đành lòng nhìn con gái khó xử, càng không tình nguyện nhìn con gái bị giết. Vì thế ông khuyên Lucy cầm súng bắn mình. Thời khắc mấu chốt, Annie đánh chết tên uy hiếp họ, cứu được hai bố con. Cuối cùng họ thành công tới được biên giới và nhận được cứu trợ. Một nhà bốn người nằm trên giường bệnh trò chuyện. Bộ phim tới đây là hết. Sự khích lệ động viên nhau trong thời khắc sinh tử, sống chết không rời của gia đình họ và những người bản địa mạo hiểm cứu giúp cả nhà Jackson khiến người xem vô cùng xúc động. Điều khiến mọi người vui mừng hơn là đạo diễn đã mượn lời của Hammond vạch trần hành vi bá quyền của tàu khựa gây nên cuộc bạo loạn nội chiến ở quốc gia nghèo khó. Chính quyền địa phương vì lợi ích riêng mặc cho nước khác tung hoành tự nhiên sẽ dấy lên bạo loạn. Vô số người dân rơi vào cảnh khốn cùng, sinh mệnh thấp kém. Cả bộ phim phải kìm nén cảm xúc, xem xong thầm cảm thấy may mắn khi mình được sinh ra trong hòa bình. Hôm nay kể tới đây thôi. Follow tôi để được xem nhiều phim hay.